À, con tên là Lê Minh Quang, con năm nay 13 tuổi. Hiện tại con đang học ở trường Alpha. Thì theo như cảm nhận của con thì con thấy đây là một trường học tập rất tốt. Các thầy cô rất thân thiện. Và các hoạt động ngoài trời thì cũng nói chung là đều đặn mỗi tuần một lần. Nói chung là được. Con thấy thời tiết ở bên này thì nóng hơn ở bên Việt Nam một chút. Nhưng mà về cơ bản thì cũng không chênh lệch quá nhiều. Nó trên trường học ở đây thì nó giúp cải thiện các kỹ năng, chủ yếu là kỹ năng nói nhiều hơn. Con thấy thì con nói chuyện tiện bài tiện lưu loát hơn, với cả từ vựng thì cũng tốt hơn nữa. Bạn bè đây thì cũng thân thiện tốt ạ. Sang năm con có muốn quay lại đây không? Dạ, có năm sau con muốn muốn đi ạ. Con cảm ơn bố mẹ vì cho con cho học hè ở tại ngôi trường này. Đây là một cũng có rất là ý nghĩa. Thế con có thể nói bằng tiếng Anh được không? Thank you to mom and dad to give me the trip to SMUG school. This is a wonderful trip for me and my little brother.